Xin chào các cô chú, các anh chị và các bạn. Đây là con đường ở quê mình nè. Chỗ mình sống nó thì gần như đường con đường nào nó cũng giống con đường nào hết, tại vì ở đâu người ta cũng trồng dừa. Hôm nay thì mình với mấy chị sẽ đi đến nhà của một cô cháu trồng một vườn bưởi. Mình cũng muốn đến thăm gia đình và thu hoạch ké một ít luôn nha các bạn nha. Tới nhà của cổ rồi nè các bạn ơi. Mình thấy mấy cái trái nhỏ nhỏ như vậy. Mấy trái nhỏ nhỏ như vậy là nó giòn. Để cắn thử cái trái cỡ này coi nó có thường mình rất là sợ ăn chua, sao cái này ăn được vậy ha? Nha chua. Nhưng nó không phải là rất chua nha các bạn. Chua mình ăn được á. Ở trong đã như sao? Ngon quá. Ngon thiệt á. Bên Mỹ cũng có trồng, nhưng mà chưa bao giờ ăn được cái trái này bên Mỹ. Mạng xanh vậy á. Thường á. Cái này ta. Nhớ. Ừ, con nhóc cho mày nè. Ừ. Đã dễ dàng. Như nhà mình cũng có trồng cốc phải không vậy ta? Có mà cái cốc bự hơn. Cái loại này mà cây bự lắm rồi. Mà sao mẹ cốc không thấy tắt tái? Nó rụng nó hết rồi. Cái này như là tơ tóc này nó có tới quanh năm đúng không? Dạ đúng rồi. Một chùm nó sai á, cốc trái này được cái nước này nó rất là sai trái phải không? Đây nè các bạn, hai chùm thôi à, mà bao nhiêu đây nè. Bây giờ mình kiếm cái bịch để mình xin cổ mang về. Cái sự ngạc nhiên của mình là cốc bên đây giống như nó không có chua bằng cốc bên Mỹ hay sao á. Bên Mỹ nó chua á. Cái cốc cái cốc Thái ở Việt Nam nè các bạn. Bữa này bữa da xanh đó hả? Ở ngoài phía vườn chắc có vườn lớn lắm hay sao nên mới có cái cảnh này. Cái này cân nó dạt lại nữa nghe ơi. Đây nè, hái nhỏ là cái này dục nè, còn cái này cân dạt lại. Ồ, nặng khác. Bữa da xanh rồi vậy á. Cái này là dạt lại. Đất quá chừng. Ở đây cây măng cụt nè, không có trái hả? Măng cụt chưa có trái. Cây này là không đúng mùa á, chứ nếu không có trái rồi. Cây út bông sữa đũa. Được. Bữa hai gì không hay? Mình đợi nữa. Bây giờ nó vô bên kia cho mua đồ. Mày muốn sợ nó vô dài thì mày thấy mướt liền. Mày đứng chuẩn để cho nó nông vô. Cái này chạy, cái này tưới nè. Mà qua muốn à, chị Thu hay dắt qua. Cái này là bông sưu đũa nha. Bông sưu đũa. Vậy nấu canh chua. Mày ăn bông sưu đũa đi. Thưởng thức. Ôi, đây cũng ra bông sưu đũa nè. Đi, mày nó ăn sống cũng vẫn được mà nấu chín cũng vẫn được. Vậy chị ăn sống đi, không ăn đâu. Chụp. Mướt kìa. Ngon à. Lâu lắm rồi mới được hái bông sưu đũa. Ở Đào, dạ. Bữa này ập bệnh cái giàu luôn ở Đào. Đúng rồi, nó là làm nên sự nghiệp luôn mà. Được chứ con. Trời, một con hái nữa cũng được. Nha. Đây, cái.
Thôi kìa kìa. Coi coi, quay mẹ có ly đình đó, quay mẹ có ly đình. Quay lên mình cho con tôi kinh thấy. Con ơi đừng, con đừng bán tư con. Tao với mày, tao nhớ tao mày cũng khoe mà. Thế là tao mày cũng thân lắm mà. Nó làm quá à. Nhìn cái này nè. Quá cả cái cây kia kìa. Ủa cái gì đâu? Mình hỏi coi sâu dễ bùa đã. Ừ ha. Lá gì? Nữa để hỏi thử coi. Hả? Hỏi thử cái con sâu dễ bùa chữa kiểu gì? Kiếm một cái góc nào đó ta thấy mình hồng đi tao về có cái ổ. Đúng rồi. Nghe kêu kiếm gì nghe. Hỏi đi. Tôi xíu tưới xong vô. Cái đó là chồng của cổ hả? Ừ. Nghe kiếm gì nghe à, chỉ thì mình biết loại sa thuốc sâu với buồn chỉ đó. Ờ dạ. Ngày mai về nấu canh chua ăn nữa đây. Như đây là nấu được nồi canh chua rồi nha các bạn. Dễ dễ bên Mỹ mà mình có trồng được cây này nó cũng có, nhưng mà mùa đông đó là nó chết à. Cái này là bông sữa đổ bốn mùa. Ủa? Nó có cho bốn mùa thiệt hả? Đó, bốn mùa. Bốn mùa đó, bông sữa đổ bốn mùa đó nha. Không, bên này có điên điển nữa mà. Thôi có trồng kìa, khổ hay quá nhà này nè. Nó rõ là bốn mùa, loại này loại bốn mùa. Chứ cũng có là, ở đây cũng có loại cây là cái gì. Cái vườn này lớn không ha, Vy Tân? Ừ. Quanh không? Có ăn khỏe nữa mà không ai. Có tưới nước rồi. Đây chắc là dễ dám. Cái này hả là cái gì? Ở đây ta kêu bằng khổ qua tay. Khổ qua tay hả? Nhưng mà nó giống như mít vậy đó, ăn nó giòn. Ăn sao? Con bào vỏ ra rồi xào. Ờ. Mà nấu canh như mít vậy đó. Bào vỏ rồi xào. Nhưng mà nó giòn như mít. Quay cái ống nước nó có cái con gì đeo đỏ tươi. Móc. Móc. Áo. Đây nè, đây còn trái ngon nè. Hỡi nó thơm. Nè. Dạ. Đây còn nè, quá đẹp luôn nhé. Thế được, cái tôi hay ha. Ờ, nó có mũ giống như dưa leo vậy. Ừ. Út bẻ ăn cái rồi nó. Đúng rồi, em không nhớ nè. Đúng rồi, đi không có tắt theo cái nhất. Thôi đi. Không bỏ con lên, út đi út không có. Mai chiều này con xuống luôn chơi với nó được không? Không bỏ con lên. Rồi ở nhà nghe, ớt thì tự nhà ớt thì sao ớt tự làm. Ớt hai trái dưới hai được luôn. Ờ, đúng rồi. Ồ, nó giòn cậy hả? Ừ, trên Úc. Con rồi, trời ơi, trên đó đó. Còn cao quá, cổ đông hay tới. Bên đây nữa nè. Lọc cái hàng gạo hả? Mẹ ăn vô lấy cái kéo rồi nè. Tăng nó bỏ cái rồi. Coi vô được coi, được rồi. Cái này nào? Ê, ở đây. Cái này nó cũng dễ bẻ cuốn, nó sát. Đúng rồi, nó mềm. Nó giòn á. Đây nè. Cái này dễ trồng, nó quay cái đó cho hết luôn. Dễ trồng. Trồng dễ không? Dễ hả? Dễ trồng hả? Cái cốc này già nè. Mai là cho nên là cái nhà của con. Mấy con trong này có. Ôi đi nhặt con ơi. Nghe nha. Con có thể cô cháu. Còn cái nhà ở đây thì sao? Bán luôn, bán đất rồi bán nhà. Anh bán đất bán nhà luôn hả? Nó bức chản già rồi. À, làm giống à. Dạ. Bao nhiêu đây là mình ăn được rồi, đây nữa nè. Cái này cô anh già đó, mày thái mỏng ra xào. Có sống ở ngoài cái xào bò. Thấy làm ghê chưa? Xào nó vừa tới à. Có hảo mà ai chỉ con ăn sống đó, như dưa leo vậy. Cắt mỏng mỏng ra là ốp đá là. Đúng rồi, làm giỏi luôn đó. Dạ đúng rồi, ngon. Thấy ta có làm. Ai mà phải giỏi như cái cậu này mới dám vô đây chứ. Hết chừng nó hết tay cái cầm rồi. Cái này mà vô mùa cá chắc hết rổ luôn ha. Được rồi, được rồi.
Wow. Thôi đi anh ba. Xuống 20 kg á. Ừ. Ngủ hả? 2 ngày. Ủa chưa lắm bệnh. Có rồi nè, có rồi nè. Thôi mình cũng xin dừng video ở chỗ này luôn nha các bạn. Xin chào tạm biệt. Bye.